ếch với lươn nướng mỏi đã chín nha các bạn. Lửa giờ nó cũng tàn rồi nè. Đó, bên cái hồ rất là đẹp, gió rất là mát. Rồi bây giờ hai cha con mình đem lên trên kia thưởng thức thôi nha. Quá đã. Trời ơi, mỡ nó nhiễu nè. Nhìn cái màu con lươn nhưng mà con ếch nó đã gì đâu. Mình đi lên kia thưởng thức nha. Đây là giữa đồng ruộng gần nhà mình nha. Rồi, để xuống thôi. Ý, có chén nước chấm thần thánh cho bạn Thì Dương pha nè. Thì Dương ơi. Trời ơi, nằm trên võng ăn luôn hả cô nương? Nhưng mà con lên mới dính thì con ếch trời. Thì nó dính thì nó ấy thế. Đây nè, để cho cậy nó nghe cho. Quá, cứng quá. Thôi con cầm đũa đi, cho lấy tay cho bóc cho nhanh. Wow. Một em ếch. Hai em ếch. Trời ơi, bẻ cái đùi chấm vô nước chấm thần thánh. Ba em ếch. Nóng quá. 40 mét. Nóng quá. 5 em ếch. Rồi còn một em lươn. Em lươn này cả hơn nửa ký nha các bạn. Lươn này lươn đồng. Wow, quá đã. Đấy, ăn đi con. Ơi, ăn gì kỳ vậy? Dính răng. Dính răng thì nó cái xỉa đàng hoàng chứ dính răng thì rồi. Coi nhìn thịt lươn nè. Đã không? Chấm cho mình miếng chấm thằng thánh. Ít thời gian nha. Ít dạ, ít đồng đâu phải dai chứ. Đó. Lươn ngọt quá, lươn ngọt quá. Ăn hết cái đùi để ăn con lươn à. Lươn ngọt lắm. Cái đùi ếch nè các bạn. Đã không? Khó ăn dư đi. Con xé ra. Con ngồi vậy đàng hoàng. Con làm nó giống đu đưa. Thiệt chứ. Coi cái ruột dính rồi. Để nó xé rồi. Rồi. Cùng lại. Chấm nhân chấm chị đũa rớt rồi mất rồi. Trời ơi, chị đũa rớt nó xuống kia luôn hả? Thiệt chứ. À, nó chưa đụng đất đúng không? Ngọt không? Ngon quá. Chấm nhân chấm. Quên nãy trái dưa leo để đâu ta? Biết. Trái dưa leo trong đây. Trong đâu? Nè, con lấy trái dưa leo đi. Đó. Trái dưa leo vẫn còn lạnh. Cho có bỏ đá ở đây mà. Ờ, cắt ra. Cắt ra thằng đắng. Bẻ một khúc cắn. Bẻ. Đó. Rồi. Ngon.
lươn nữa nha. Chấm vô này, chấm như chấm rồi cắn miếng dưa leo, trời ơi ngon gì đâu luôn á. Mấy bạn thấy lươn không, nướng nó nở da ra luôn nè. À nóng quá, ui mỡ nó tràn ra luôn nè, đã quá đã. À ngày chủ nhật của hai cha con tôi là ở lộn, ngày ngày nay là ngày nghỉ chứ, ngày nghỉ chứ không phải ngày chủ nhật, bữa nay thứ ba. Ngon, rắn mấy đèn luôn. Trời khúc này béo lắm nè thì vô. Khúc nó béo đó. Chấm đậm vô con, đậm vô ăn mới ngon. Tại cái này cha nướng mọi mà, cha đâu có nướng ướp gia vị gì đâu. Con miếng nữa nè. Cho ăn. Nó ngon. Con bà ngồi ở giỏng á, ngồi ở giỏng mà ăn vậy nè các bạn. Đó. Ngồi ở giỏng nè, ăn vậy nè. Đây là cái dĩa thức ăn nè, rồi họ nhổm ăn vậy. Và đây là cái hồ. Mía nực lắm. Xét luôn. Lưới thì con xé đi, xé ngoài cái đầu nè, cái đầu nè, cái đầu nó thơm lắm nè. Rồi giờ bà Thị Dương bà đứng xuống luôn các bạn, bà xé thấy thịt lươn ngon quá mà. Chấm cho nước chấm thánh thánh nè. Rồi cắn thêm miếng dưa leo nữa. Trời đất ơi nó đã gì đâu, ở đây có ve kêu rồi có chim hót nữa. Gì vậy, trả khi đứng dậy. Trả khi đứng dậy. Đứng dậy luôn quá, giỏng đi qua ngồi bên đây với cha nè. Thiệt chứ. Đừng nói ngồi lên giỏng nữa nha. Ngồi lên giỏng nữa. Ngồi lên giỏng nữa chợt té nữa đó giờ đó. Ai biết tùy con à, con muốn ngồi đây con ngồi nha. Xé mạnh lên trời ơi. Đó cái thịt lươn nè. Nè 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 nè. Đưa cái thịt lươn kia. Đưa cái da kìa. Đưa qua bên cái da kìa. Đó cái da nó vàng óng ánh luôn á. Rồi chấm cho nguyên nước chấm thằng Thánh ơi. Tại nước chấm mình làm không có cay nha các bạn. Đúng ra là phải bỏ thêm hành với tỏi với ớt vô nữa. Mà con mình nó không ăn cay được, thành ra mình không có pha thêm. Trời rớt vô cái giỏng của cha luôn hả? Rớt vô cái giỏng của cha, kiến nó bò vô á. Mấy người leo. Đó. Dưới leo nè, cho để cho khứa cho con bẻ. Rồi bẻ đi. Thôi tự lấy dao cắt đi. À đúng rồi. Xì. Ở đây mát quá. Trời gió giờ vẫn còn nha các bạn. Gió mát lắm. Gió ngoài hồ nó gió vô mát lắm. Trời ơi, xé có miếng lươn rồi mà. Ừ,
không xé thịt mà xé cái da không vậy? Xé cái thịt nữa con. Hay ăn cái da trước rồi ăn cái thịt sao? Rồi, bỏ cái miệng. Cắn miếng dưa leo vô nữa. Rồi, thôi giờ hai cha con tôi tắt máy để xử hết cái đống này nha các bạn. Còn hai trái bắp nữa mà nãy giờ quên lấy xuống. Còn có 1 trái à. À nãy mày ăn hết 1 trái rồi đúng không? Thì còn có 1 trái cũng đủ tinh bột rồi, mình ăn một con lươn to chà bá lửa với lại 5 con ếch này với lại trái bắp cũng đủ năng lượng rồi đúng không? Rồi, bye bye các bạn. Hẹn các bạn trong các clip sau nha. Rồi, nhớ like và đăng ký kênh giúp tí thôi nha. Okay.